Yamasai xin kính chào tất cả quý vị các bạn. Thì tiếp theo cuốn video ngày hôm nay buổi sáng ở vườn của anh Tuấn thầy chùa thì mình chia sẻ với mọi người là một số cái tác phẩm bên vườn bên trong này. Lúc 5 rưỡi sáng mình có quay bên kia rồi. Đấy, quay ở buổi sáng này không khí rất trong lành mọi người ạ. Đấy, dậy mà tập thể dục mà hít không khí buổi sáng thì phê rồi. Thì đầu tiên là cái cuốn video này thì Yamasai chia sẻ lại cái tác phẩm dáng huyền này của anh Tuấn này. Tác phẩm này thì mỗi một ngày nó lại thay đổi một kiểu. Một kiểu không phải là thành tiểu cây khác mọi người nhé, mà thay đổi ngày càng hoàn thiện đẹp hơn. Hiếm trong số những cái tác phẩm huyền mà đẹp như này. Tác phẩm này thì cũng năm nay là đi triển lãm Bắc Linh mình nhé, lần đầu. Trong đó có 5 cái tác phẩm đi. Dạ ạ. Trong đó có cái tác phẩm Thiên Long Địa Thủy à. Tác phẩm này là anh Tuấn đọc Vân Long Địa Thủy à. Đấy. Phải đứng xa ra quay với tổng thể mới hết được mọi người nhá. Cái tác phẩm này mình cũng chia sẻ là khá là nhiều rồi. Chia sẻ thêm một chút nữa ở phần chân bệ này. Tuyệt vời. Một tác phẩm nghệ thuật rất là cao. Thực ra là cây thế nhiều, cây dáng huyền này rất là ít mọi người nhé. Đấy. Đường chuyển này, đường lắc này, là côn. Đây là cái tác phẩm huyền đầu tiên. Thì mình sẽ chia sẻ thêm mọi người là một số cái cốt được khôi trong vườn của anh Tuấn. Thì phía bên này là vừa mới đổ sân lại mọi người nhé. Đấy. Thì những cái tác phẩm to này, những tác phẩm to, những cái tác phẩm như là đang làm kìa. Tác phẩm Ngũ Lão Giáng Đinh thì lúc trước mình ra mình có chia sẻ rồi, thì những tác phẩm này đang tốt mình chưa chia sẻ. Thì những cái cốt này thì lúc trước mình chia sẻ rồi thì mình không chia sẻ nữa. Và bây giờ mình chia sẻ một số cái tác phẩm và một cốt si mà anh ấy vừa cắt xuống. Cái cốt nào mà nó đang trụ nhất thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Thì cốt si này là một cái cốt si mà Sai rất là thích mọi người. Các bạn xem video nhiều kênh mình thì còn nhớ cái tác phẩm này thì lúc trước là trồng trong một cái chậu gốm màu đỏ ấy, đỏ cũ đấy. Nó nhìn rất là nhỏ mà trồng ra cái chậu này. Chậu này đang lọt lòng của nó là hình như là 90 đấy. Đẹp quá. Cái cốt này nó nu như ốc ấy. Không hở ở chỗ nào mà hầu như là không có sẹo mấy. Này, bé ti hết, còn đâu là mình quay gần một chút này. Phê. Thật sự để mà nói là sở hữu được những cốt si như này thì quá khủng khiếp. Mình sẽ quay từ trên xuống, mình lấy cái ảnh đại diện nhé. Đấy. Quay một chút phía sau của cái cốt này này. Đây. Mọi người xem từ phía dưới lên này. Tập tạ lưu cục đầy mình. Đây là bác ấy đang nuôi, đang rút sân rất là khỏe. Cái này thì có thời gian rảnh thì các bác cứ ra vườn của anh Tuấn chơi nhé. Cái cốt có rất nhiều cốt đẹp nữa để cho anh em tham khảo. Những cái này nhìn tận mắt thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy. Một cái cốt si thứ hai. Đây là một cái tác phẩm hoàn thiện đến 80-90% rồi. 90% rồi, còn cái ngọn đang đóng răm thôi. Đấy. Cái tác phẩm này thì đây, à chút trước là cái cây kia của mọi người, cây mình vừa chia sẻ xong trồng trong cái chậu đây này. Còn cây này trồng trong một cái chậu to vuông thì cái tác phẩm này thì hoàn thiện rồi. Đang nuôi dăm khoảng tầm năm sau thôi là đi chơi rồi. Tác phẩm này như này đi chơi rồi. Tuyệt vời quá.
Lúc trước là một số lần mình quay tác phẩm này đang rất là tốt, mình quay không rõ được. À, đây của anh Phương mới làm xong hôm lọ đây, tác phẩm đẹp quá. Nói chung là mình học hỏi rất nhiều từ anh Phương, là cách làm cây rồi cách làm bông, cách làm ngọn, quá tuyệt vời luôn. Cái một cái tác phẩm si đỏ dáng làng. Cái tác phẩm này thì như theo vừa rồi anh Tuấn chia sẻ là vừa rồi anh Bình là chủ trang bonsai đẹp mà Việt Nam ấy, anh ấy mượn về để anh trưng bày mọi người nhé. Đấy, đâu là vừa rồi anh ấy mới đem xuống đấy. Dù sao đây là những cái tác phẩm mà rất tâm huyết, rất là đẹp, kể cả là về độ nghệ thuật. Đây cái tác phẩm si. Đây bên này có một cái tác phẩm si đỏ này. Si đỏ như nhé. Tác phẩm này thì cũng như tác phẩm kia, cũng hoàn thiện là 90% rồi. Khá nhiều tiền. Tác phẩm mà có thân pháp bẹ như này thì khá hiếm. Búp đỏ mọi người nhé, búp đỏ chót. Một cây này thì mùa nào nó cũng đỏ luôn, mùa này nó cũng đỏ chót, mà mùa kia nó còn đỏ hơn nữa. Cây này thì hai cái trục chính này của nó khá to mọi người nhé. Đây này. Thì đây là làm thành một cái cây ba thân 1, 2, 3 làm bóng làng. Búp đỏ rực luôn. Tác phẩm này cao thì khoảng tầm 40 45 rồi nhé. Đấy, cao nhất thì cũng chỉ khoảng tầm 50 thôi. Một cái tác phẩm si có thể nói là rất là đẹp. Được anh Phương anh làm rất là tâm huyết. Thì thêm một cái cốt si nữa, hai cốt si bên này nữa. Cốt si này thì mình cũng đang mong đợi đến ngày cắt ra để mình quay độc cục không thôi. Đấy. Đợt này là anh cũng lọc khá sạch rồi. Một cốt si đỏ xịn. Nuôi như này cũng khá là tuyệt vời. Đây những cái tay cắt chuyển này, vừa rồi anh Phương anh có đục lại mọi người nhé. Này vẫn kết cốt này nhất. Con này si đỏ xịn, nó nu cục nhưng mà nó lại có thân pháp mọi người nhé. Không lùn hẳn mà nó có thân pháp, rất là đẹp đây. Cái mặt sau thì hôm nay mới quay rõ, mọi lần là cái mặt sau này đang nuôi nhìn rất là khó nhé. Vừa rồi cách đây hơn một tháng anh Phương anh cũng có đục lại, đục lấy cái đường chuyển ở trên ngọn kia mọi người nhé. Các bác nuôi cây các bác không tiếc đâu, các bác thấy vướng mắt là các bác đục hết luôn. Một cái cốt xì mãn nhãn quý vị khán giả đang ngồi xem đúng không ạ. Đây cái vết này đục lại này. Tiếp theo một cái cốt xì nữa, một cái cốt xì cốt này rất là già. Búp đỏ mọi người nhé, búp đỏ chót luôn. Cái cốt này thì mình quay 2-3 lần rồi. Đây. Già thì nó già hơn các cái kia rất là nhiều. Chảy như nhám thạch đi mọi người, nó chảy như bún. Tầm này thì chỉ quay cho mọi người ngắm thôi chứ. Thực sự mấy hôm nay là mình nói khá là mệt, rất là đau họng hôm nay, về khả năng là mình cũng phải nghỉ một số hôm. Một cái cốt xì khá là ghê gớm. Ngoài ra mình chia sẻ thêm mọi người là một cái số cốt làm điển nhé. Đây là một cái cốt làm điển này, hứa hẹn đem lại là những cái tác phẩm mà hoàn thiện sẽ rất là đẹp.
bác làm chân mẹ rất là sạch. Bố tay cành ở đâu ra đấy luôn. Đây đóng bông rồi, chơi rồi nhá. Đây bông bên này thôi. Thì buổi sáng sớm thì mình chỉ chia sẻ với mọi người như vậy thôi, thì mình cũng khá là mệt rồi, mọi người thông cảm đi, mà sai lần này nói rất là khàn cổ, mình khả năng phải nghỉ một số hôm. Thì các bạn theo dõi và ủng hộ Imasai bằng cách là cứ like, đăng ký kênh, chia sẻ cho mình nhé. Có thắc mắc thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình cho mình, để mình có chia sẻ được cái gì thì mình chia sẻ cho mọi người xem. Thì mình kết thúc video và xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả yêu mến của mình tại đây. Xin chào tất cả các bạn nhé.